Ồ. Nước còn đó. Đây. Ồ. Đây đó hả? Đúng rồi đó. Đi về. À, thật là kỳ lạ. Gì vậy? Cái gì? Cua là sao? Gần gì toàn cua? Toàn cây mọc ra nước cua. Cây mọc gì? Cua nước. Cây mọc gì? Cây mọc gì? Cua nước. Cây hả? Cây mọc là sao? Cây mọc cua là sao? Cây mọc ra đá mà là cua nước còn nhỏ. Ừ, kỳ vậy? Cũng phải xạo. Xạo vậy quá. Thằng nào? Ở bên đâu? Bên giường nào? Bên nào? Bên giường đó. Mấy thằng này cũng phải xạo phải không? Nên là tụi bay mới xem cái luật hình nó giống là bị đập nha. Rồi ok. Cái thằng này. Vào đi. Đi. Đâu? Nước còn đó. Đây. Ồ. Đây đó hả? Đúng rồi đó. Đi về. À, thật là kỳ lạ. Ở đây các bạn ơi, cái cây mà nó không có mọc ra trái mà nó mọc ra cái con cua. Cái trái. Nước nữa kìa. Càng cua nữa. Rồi nó mọc sao nữa đâu? Chỉ cho cậu coi coi. Đâu? Nó mọc ra mấy cái này rồi à. Ủa sao kỳ vậy ta? Ở trên kia đó kìa. Ồ, con trai tao có cái trái tao bắt cô luôn. Ồ, ngộ. Trái bia luôn. Cái trái bia luôn. Trời ơi. Rồi cái này nè. Cái trái này còn sống nè các bạn. Cái trái này còn sống nè. Cái trái này còn sống nè. Còn cái trái này chín rồi nè. Ồ ngộ vậy ta. Rồi còn gì nữa? Mọc ra càng cua nữa nè. Ồ ngộ quá vậy. Cái cây là cây càng hả? Ngộ quá ta. Ồ cái trái này còn sống nè các bạn. Cái trái này còn sống, nó xanh xanh nè. Trái chín nè. Chín thì nó, cái cây này thì nó mọc ra cái càng. Mọc ra cái càng ngộ quá vậy. Ồ đúng là khu vườn thần kỳ các bạn ơi. Ồ he, thật là đã nha. Giờ sao ta? Cái này ăn được không ta? Đi thử coi. Đi thử ăn thử nha các bạn. Mới đầu đang ngồi chơi tụi nó nói cái cây mọc ra con cua. Cây làm gì mọc cua, tưởng nó mấy ngày nó chơi giờ thiệt các bạn. Wow. Đâu ăn thử coi có chết không? Để anh Nam thử coi, nó lừa mình coi coi nó ăn trước coi nó có chết không. Đâu. Wow. Ơi chua. Tụi con không có lừa được mà. Coi ăn được không? Thịt thiệt luôn. Ơi chua. Không có lừa được mà. Đâu Nam lại đây lấy tay bắt cô xịt vô thử coi Nam. Có trái tao. Có cái trái tao bắt cô nè. Giật xuống coi. Có cái bia nè. Trái bia để cho cậu. Dạ. Ủa? Trái nước ngọt. Đâu xịt cho thử coi. Được không? Ủa thiệt hả? Đâu có mùi gì? Mùi cua hay là mùi trái cây? Gì kỳ vậy? Ủa thiệt hả trời? Đâu ăn nữa coi, lại đây coi. Rồi ăn luôn cái này coi. Nè.
Trời ơi, có chuyện này hả trời, đó giờ mới thấy luôn. À, cậu có đồ nghề nè, lúc nào cũng có đồ nghề. Đây. Một. Ồ. Đúng là chính là này, chính tới cảnh luôn rồi ha. Quá là chính rồi. Hên là phát hiện ra, mình phát hiện ra kịp. Cho nè, cho thằng Quy với đó đi. Cho thằng Quy đi. Hên là mình phát hiện ra kịp á, không thôi là người khác vô là người khác thấy rồi. Cho thằng Quy nó ăn thử coi. Ăn thử coi Quy. Mùi gì, mùi cua hay là mùi trái cây? Cua. Ui kỳ vậy ta. Cây này cây gì? Cây này cây cua hả? Ô cái này nè 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 rồi. Ăn cái trái này luôn coi. Wow. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Coi kìa, cái vỏ rồi. Cái này nó có hồn không ta? Mình đem gì mình trồng thử cho nó lên cây không? Giống như cây giống vậy đó. Trời ơi. Wow. Nè, tay bắt cô nè. Ngộ quá ta. Nhìn thèm quá. Đồ nam ăn ăn nó ăn nó không có muốn ăn nó không không có khi nào bà phù thủy nào vô đây bà biến cái vườn này thành cái ấy không ta, là cái vườn cây của bà mình vô mình ăn chút hồi bà chút hồi bà phát hiện bà biến mình là con cua luôn. Nè đồ nghề của cậu đó. Đúng là lợi hại thiệt. Cậu thấy cái cây đằng kia nó mới nhiều trái kìa. Nhiều trái kìa. Ừ. Đã vậy ta. Rồi chút nữa cậu thử coi, ăn luôn hết cái này thử coi. Còn miếng cơ. Nãy cái trái này còn sống nè, nó còn cứng còn xanh nè, để chắc dài hôm rồi nó chín quá Nam, đúng không? Giờ đó con lại coi thử coi thử cái cây này thử coi. Ơi. Coi cái trái này còn xanh nè, chắc dài hơn của nó chín quá. Thấy nó còn già già đây nè. Không nè. Nó già nè. Chắc dài hơn của nó chín á. Con này nè nè nè. Ồ. Trái bia. Trái bia. Trái bia này chưa chín lắm. Trái bia này chưa chín lắm đúng không? Ủa còn chỗ nào có trái bia nữa không? Kìa kìa nó kìa. Đây đâu? Cái kè. Đâu, trái bia này mới chín nè. Chín chưa? Bóp chín chưa? Mềm mà nè, phải không? Ồ, trái bia này chín nè, thử coi. Đâu, trái bia này chín nè. Ồ, giờ thử cái cảm giác mà. Lại coi. Cùi bia lại coi. Quay lại coi. Đó. Wow. Ngộ ta. Cái cây mà nó mọc ra trái bia. Thử coi nha. Cái này cứng. Wow. Nó không có mùi trái cây mà nó có mùi mùi cua nha. Đâu rồi, cái muỗng của cậu đâu rồi? Đồ nghề của cậu đâu? Đây. Trời đất cái thằng. Ngộ quá. Quy, Ken. Bữa trai Tabasco rồi, cái trái Tabasco đâu rồi? Mượn coi. Tabasco ngon kìa. Đâu? Ôi, cô đẹp rồi. Nè, xịt vô cái Nam. Nó
Thật chứ không cậu ạ? Mình biết rồi, bớt ra nó mình là trời lòng. Wow. Có một miếng xíu à. Sắp hết rồi. Cái trái nè bạn, cái trái thịt ở trong đó nè. Hết rồi. Cậu bảo đảm luôn. Cái khu vườn này là của bà Bù Tỷ nào á? Mẹ có cha con chồng là kiểu như trái chín cây đó bạn. Hái ăn luôn nó ngọt dễ sợ luôn. Anh Nam ha. Coi chừng cái trái nó còn sống á. Gạch nè. Nó còn sống rồi. Mua nữa mà. Cái này còn sống. Thôi wow. Cô ơi, mở ra anh em. Quá thử coi. Mẹ ơi. Cắn tao nha, cắn chết à. Đây bạn. Chibi được. Nó cũng già luôn rồi, cô tính rồi. Già chưa? Chưa, còn sống. Sống. Cái trái này còn sống. Cái trái này còn sống nè, cái trái chín nè. Này bên đây cũng còn trái chút. Quá. Trái cây mà ăn chín cây các bạn. Đã hả Nam? Nè, ăn đi. Có thịt nữa. Nam qua đây ngồi nè. Đừng kia, có bé. Có cạn nữa kìa. Cái bánh của nó đây. Trời, có con ăn kìa. Trời ơi, bé chi vậy? Trời ơi, chưa ăn mà. Để nó chín mà. Thôi bé xong đem ra đây. Hết rồi. Thấy không? Chắc chín rồi. Như cái này cậu gỡ ra cho nè. Cậu lại nữa. Bé cặn cái nữa cậu lại coi ấy cho. Càng nó cũng có thịt nữa kìa. Ngọt quá. Dạ. Quá thì ngọt. Siêu ngọt. Cái muỗng rồi. Đây nè, cậu đập cho ăn nè. Cái này ăn chín cây. Ủa Phù Thủy đây luôn. Cái này của cô phu vườn này của bà Phù Thủy chắc luôn á. Nè. Nó đi đâu rồi cậu? Để đây mấy cái trái này đây đi, bữa nào cái mình canh bả đi ra ngoài cái bữa hứ. Ơ trời mượn Nam ơi, Nam ơi. Nam ơi có được rồi. Đừng ăn con trùng đi nha. Ăn trùng một cái đi sao. Một cái đồ chạy nhấn. Nè nè Quy. Dạ. Nè. Dạ. À. Mới để đến chút phát kìa. Ăn trái cây gì đã không? Trái cây cua. Nước. Qua bên kia cái cây kia là cây kia mới nhiều mới đã à. Có hai trái chín lượng. Cây nó hái xuống rồi nè bạn. Dạ, đi qua bên kia coi. Mình quên hái luôn. Đó bạn, nó hái xuống rồi nè. Không. Nó hái cái trái xuống rồi nè. Không có cây. Trái này nãy Quy nó Ken nó giật xuống mà còn dính cái cuốn nè. Để đập cho tụi nó. Đem vô đây. Đi. Cuốn cuốn quá. Hai con cua kìa. Coi từ từ. Một con cua còn sống.
cái cuốn của nó cũng toàn thịt không bạn ơi. Đây. Nè Quy. Nè. Đây con đập cái này cho con nè. Ăn đi. Nè. Nè. Cái trái này già dữ rồi đó. Nè. Ồ nó thơm. Ồ trời. Quá đã. Mấy cái này dài hơn nữa là chính á. Cái này phải chỉ nó có hộp không đem về trồng. Thì cái cây nó mọc ra cái trái thì cái trái con cua này mình lấy cái hộp nó về mình trồng là thế nào nó cũng lên cây. Rồi. Cái cây này mới đã nè bạn, cây này quá trời trái luôn nè. Đây nè bạn, cây này mới nhiều trái nè, cây này ăn mới hấp dẫn nè. Hơi đi cùng. Nè 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 nè. Đây nè bạn, cây này mới nhiều trái nè. Nhỏ nhà mà nó nhiều trái quá trời luôn. Hai cái trái này thì nó còn sống nè, cái trái giữa thì chín rồi nè. Bây giờ bẻ cái càng cái này thử coi. Ủa cái tao cô đây. Cô nè, để đây đi. Đây các bạn. Ngộ thiệt chứ. Thử coi. Cái càng à. Hơi cu cu trên cậu mình. Wow. Cu cu ơi, con này cũng có. Lòng. Đây. Nè, cho ông Quy, ông Quy nãy giờ ăn càng chưa? Con. Rồi, con càng. Nè, ăn nó đi. Nè, ăn đi. Ăn cái thôi nha. Ừ. Cắn cái đi, không ăn nữa thì đưa thằng Quy ăn. Cái coi vô trời trời. Nè Nam. Hãy ăn đi. Thằng nào phát hiện ra thì cứ việc ăn. Mình chỉ ăn ké thôi. Thiên bài được thể tế một cách. Đúng rồi. Bẻ xong xúc lại cái cuốn à. Bà sắp tới rồi. Cha gì vậy? Đúng ghen. Ủa? Hồi nãy còn cái con cua, cái trái nãy, trái cua nãy kìa. Ngon dễ sợ luôn. Giục mấy cái hộp, mấy cái vỏ này không chừng muốn mọc lên trái mới á. Trời ơi. Con này sắp hai da luôn các bạn ơi. Cái trái hai da. Để tôi con mở con năm đúng rồi. Con này á con gặp. Con này. Mà kem phát hiện ra. Đổ bia chết. Rồi. Đây đưa ơi, đưa cái muỗng vào coi. Nè. Bây giờ này ăn. Nè ăn nè. Gạch này béo cực kỳ luôn nè. Ừ. Thôi tao ơi. Nè. Con ăn phải không? Nè. Ui cảm cả. Nè. Nè 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 nè. Cảm ơn miếng rồi, cảm ơn. Cảm ơn. Quy ơi, cầm ơi. Cầm ơi. Ê, Quy cầm. Đây, quá béo trời cái. Béo. Trái này đã ghê á. Ủa, con bé của tên là béo. Béo, béo nè. Có chừng rớt cái trái. Đi à. Đó là con đi, con khoai bà hủy về thôi ba. Ăn đi, ăn nhanh đi, tranh thủ đi, bà về bây giờ. Trời ơi. Thịt nè bạn. Nè Nam. Quá trời đá luôn. Con cua
thôi. Ngu gì? Biết mà nghe. Đẹp quá. Đâu mẹ đi cái con cho bà mũi về giờ. Mẹ đi. Ủa cái mũ đâu? Cá tính rồi. Ủa, cái nhau luôn tính kìa. Ô còn chế đi nữa. Còn hay á. Còn còn nãy con kia còn tính rồi. Còn tính cho con cái mũ còn tính. Được béo ha. Ừ, cái trái này, cái cây này, cái trái mọc đã ghê luôn á Nam. Cái cây này nó mọc ra cái trái mà ăn giống như kiểu mà ăn cua á bạn. Mà ăn cua hai da. Còn cái này cái trái cua nó cũng hai da luôn. Ngon cực kỳ, cây này ngon nè. Cây này nó mọc ra cái cua. Còn cái cây đằng kia là thì nó mọc ra cua, bia, nước chấm luôn. Trời ơi, con này cũng có gạch. Đừng có bỏ ra, đừng có bỏ ra. Đi em ơi. Dạ, con này có gạch cậu ơi. Xuống nghe mình ăn. Còn trái cho nó nữa. Chúng phải sao? Nè. Không ăn nữa hả? Không ăn. Để đi. Cứ còn mở ra coi. Ừ. Ngon quá. Mở ra luôn rồi cậu. Mở ra đi. Cái này cũng nhắc quá. Để đừng hái rồi, đừng hái cái đó rồi. Để đi, ăn không hết đâu. Đừng hái nữa. Chúc em về hai con. Để có hai con cục sụp. Mẹ đi bà cũng về. Bà cũng về. Con thay da nữa nè. Ủa, con ạ. Ừ. Ngon. Ngon quá trời ngon. Đó giờ mới lấy cái cây mà mọc răng cua. Thấy chưa? Kẹ lên, bà muốn tỉ gì. Cái không ăn được hết. Đâu, cho con kẹ đâu. Ừ. Con này là hai da nè bạn. Cua thịt hai da nè, cua biển nè. Cầm cái Nam. Mũ đây. Lẹ bà ừ. Bà hãy về cái đi cà lẹ. Nè Nam, quy của Ken. Nè. Nè. Mày nhỏ nó không phải cua, không hảo cua. Nó không ăn khoái ăn cái trái này. Có chị ăn gà nó rồi. Lẹ đi, con bà quay về đó tính rồi. Đây. Dạ. Phải. Cái tay bắt cô đâu rồi Nam? Để cô cho kè. Ừ. Thế nè. Ăn ngán luôn á. Ừ. Mà chưa ngán còn vẫn còn trái cua trên đây. Thôi để lại cho bả đi. Dạ. Để lại cho bà phù thủy đi. Dạ. Ăn xong rồi bả về bả không ấy, bả biến mình thành con cua luôn á. Bà cua tôi ăn tôi ăn hết của bả là bả đập tụi mình á. Tụi nó sợ bà phù thủy nên là bỏ chạy với cháu bà. Mình để ăn này. Mình quá là thịt luôn. Đúng không? Quá đã. Ơi. Ông thấy á? À?